nói một cái lời cho phụ huynh để mà có thể chấm ảnh hưởng con, thì cô sẽ nói cái gì? Thì thật ra đối với đại sự việc này khi cho để lại con mình đầu chúng tôi cũng đã trao đổi, đó là chúng tôi trước hết là làm rõ cái trách nhiệm của nhà trường mình về cái công tác quản lý giáo viên, giám sát và hoạt động giảng dạy của cô cô giáo viên trong nhà trường. Và sắp tới khi tổ chức buổi lễ trao đổi, chúng tôi cũng sẽ hết sức là tăng cường cái công tác giám sát cũng như là giáo dục tuyên truyền giáo dục đối với cán bộ giáo viên trong nhà trường. Và chắc chắn cũng sẽ tăng cường những cái hoạt động tốt nhất để tiếp nhận những cái ý kiến phản ứng nhanh nhất từ phía cha mẹ học sinh cũng như các em học sinh, để làm thế nào có thể đảm bảo được cái công tác và cái an toàn cho các em, để làm sao để đem lại một cái môi trường giáo dục thực sự là thân thiện và an toàn cho các em. Thì chỗ điểm đối với cha mẹ học sinh tại nhà trường cũng đã hết sức là rút kinh nghiệm ở cái vấn đề này. Quý cha mẹ học sinh trong những lúc này hãy tin tưởng, đã tin tưởng nhà trường để tiếp tục phải gửi gắm sự tin tưởng đó để chúng tôi có thể giải quyết việc hướng người đến cái mức độ. Và mục tiêu cuối cùng của nhà trường đó chính là để các em học sinh đến trường được học tập một cách trong một môi trường thật là an toàn và thân thiện. Trước cái tình hình mà cái video clip thì hiện tại đã được rất là nhiều người biết đến, và ngay cả các em học sinh thì cũng đã biết đến, thì nhà trường đã có những cái biện pháp hay có những cái động thái gì để cho tâm lý các em học sinh trong trường các em có thể ổn định và không bị hoang mang trước những cái thông tin hỗn loạn như vậy? Thì thật ra đây là một cái đại diện các em học sinh cộng với lại cái nước này, thì chúng tôi nghĩ là cha mẹ học sinh cũng nhà trường cũng rất cân nhắc rồi. Cho nên là nếu như có cái việc các em học sinh đó hỏi thăm về cái nước, thì các giáo viên của chúng tôi cũng như là về phía cha mẹ thì chúng tôi cũng đã thực sự là lưu ý về cái vấn đề mặc cảm này, làm thế nào các em không cảm giác là đây là một cái sự việc mà hết sức là không muốn, là rất là đáng tiếc và không ai chấp nhận được điều đó. Các em hiểu được và nếu như có cái việc xảy ra với các em như vậy, thì các em cũng biết cách để phản hồi lại cho cha mẹ và cho nhà trường biết. Xin một câu một lần nữa là cái hiện tượng này thì là do một hội phụ huynh đưa cái clip ra, và cái này clip này cũng xác định là được quay lén, không hiểu là vì sao mà trong hội phụ huynh lại không có cái sự thông liên lạc với nhà trường khi mà họ biết được cái sự việc này của phụ huynh của lớp 2 11 thì thật ra tới thời điểm hiện tại, nếu như mà đề đạt cổng trường hành lang lớp học để cùng theo dõi an toàn các em cũng như là sao các em học sinh trường hơn. Thế thì cũng không hiểu sao là các em học sinh lại có những cái đôi clip đấy. Chúng tôi cũng đó cũng là câu trả lời chúng tôi cũng muốn là tìm hiểu, tuy nhiên là ở trong một cái thời điểm hiện tại khi mà chúng tôi clip vào thì chúng tôi thật sự cũng chưa thể nào thăm đến những cái chi tiết đó mà hiện tại chúng tôi đang muốn giải quyết trước cái việc mà vi phạm của giáo viên.
cái sự kiện này thì xảy ra, không biết là cái khi mà tiếp xúc với phía nhà trường thì cái cô giáo trong cái nhân vật trong cái clip đó thì cô có phản biện hay có phản hồi gì về phía nhà trường cũng hay là có những lời giải thích, có thể là do lúc đấy là quá nóng nảy hay gì đó. Và trước đây thì cô giáo đấy thì cũng có đã từng bị những cái trường hợp gì mà không hay xảy ra. Với những cái nội dung này thì chúng tôi làm việc trực tiếp với các cơ quan các thẩm quyền là các chuyện nên tự chọn quận và chúng tôi xin dạ chị. Em mới báo về 5m, em muốn hỏi là ngay từ đầu năm thì trường mình có khuyến cáo các cô là đối với trong các giảng dạy ạ, thì đối với các con là có những cái hành động đúng không chị? Bởi vì em cũng đến một số trường khác thì các trường đều có cái hoạt động này ạ. Việc là các biện pháp và phương pháp giáo dục phù hợp tích cực thì chúng tôi đã thường xuyên thực hiện trong nhiều năm nay, thường xuyên lưu ý nhắc nhở với giáo viên trong cái vấn đề mà giảng dạy tại lớp cũng như là quản lý lớp học, cũng như là những cái biện pháp để đối với những em học sinh khó khăn trong học tập. Chúng tôi đều có trao đổi và lưu ý với giáo viên về vấn đề trong nhiều lớp học. Vậy tức là trường hợp của cô giáo vẫn chỉ là một trường hợp đặc biệt trong trường mình đúng không? Lúc nãy em thấy, em đứng ở cổng trường thì thấy một số phụ huynh của học sinh lớp 1 ấy ạ, thì họ đứng họ rất là hoang mang. Thì sắp tới đây trường mình gần nhất ấy ạ, thì đã có dự định gì để trấn an lòng phụ huynh và học sinh chưa ạ? Thật ra thì với lại những cái hoạt động cũng như là những cái quá trình các em học tập ở trên lớp thì phụ huynh cũng đã nắm bắt được cái tình hình ở trong lớp như thế nào, và có những cái thông tin gì mà không hài lòng phụ huynh cũng đã phản ánh, thì giống như là thanh niên rồi. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là nếu như phụ huynh chưa hài lòng với các hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc là các hoạt động giáo dục của nhà trường thì chúng tôi đã nhận được phản ánh, và chúng tôi luôn trao đổi với phụ huynh là ban giám hiệu nhà trường và nhà trường lúc nào sẵn sàng rất là muốn cầu thiện, muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp phản hồi từ cha mẹ học sinh, từ các em học sinh. Dạ, còn một câu nữa là cũng là lúc nãy đúng ở trường ạ, thì em thấy là một phụ huynh thì nói là có thể giao tiếp tương tác với giáo viên rất là tốt, nhưng mà bên cạnh đó lại cũng có một giáo viên bảo là không liên lạc được với cô giáo, tìm cách tức là muốn nói chuyện nhưng không tìm cách nào được ngoài cái họp phụ huynh ạ. Thì trường mình có quy tắc nào cho việc trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên không chị? Ở đây nhà trường lúc nào cũng có cái bộ phận tiếp dân, và lúc nào trong bất kỳ thời điểm nào cũng có thể là đến trao đổi trực tiếp với lại ban giám hiệu nhà trường, với lại các bộ phận hành chính, và bất kỳ thời điểm nào nếu như chúng tôi và trong cái giờ làm việc của ngoài cái giờ giảng dạy của giáo viên đó, thì có thể là phụ huynh có thể đến để xin gặp giáo viên, và nếu chúng tôi sắp xếp được thì là dù là không trong buổi dạy của giáo viên thì chúng tôi ngoài cái buổi dạy mà cô giáo cũng ở trường, chúng tôi vẫn có thể sắp xếp cho phụ huynh và giáo viên gặp nhau để trao đổi. Ngoài như ra vậy thì các giáo viên cũng đều có cho số điện thoại cho cha mẹ học sinh cũng như là các hình thức liên lạc khác. Tại vì lúc nãy em trao đổi thì chị bảo là chị không liên lạc được ở nhà, và như vậy thì nếu mà như vậy thì cái sự trao đổi về học tập của con trước đã, như vậy thì hơi bị khó. Thì có thể là ở với lại một trường hợp, một vài trường hợp nào đó, để nếu như có thông tin cụ thể chúng tôi sẽ phản hồi cho giáo viên được biết. Thì phụ huynh không dám nói tên, nói thật là vậy. Dạ vâng, thì cái này chắc là có gì trường mình lại sau. Em có một câu hỏi nữa là giống như mình xem trong clip thì không phải chỉ có một thì rất là nhiều em bé trong lớp là như vậy đó chị, nhưng mà cho tới khi phải có một cái clip quay lén từ chuyện mọi người mới biết được như vậy, thế thì em đang hỏi này thì có một cái biện pháp nào để cho em khi em bị các em sẽ làm cái gì lên tiếng về cái việc bảo vệ cho bản thân mình không? Thế thì một cái clip như vậy thì rất là ra đối với lại cái công việc mà giáo dục cho con tránh xâm hại các người đã xâm hại về mặt thân thể thì nhà trường đã tiến hành giáo dục rồi, tuy nhiên qua cái sự kiện này thì cũng thấy là mình cần phải đẩy mạnh nhiều hơn nữa.
Hiện tại cô giáo còn đến lớp, bởi vì em xem thì là có là tức là chỉ đình chỉ giảng dạy thôi, còn vẫn đến trường để tham gia công tác ạ. Thì có thể cho bọn em biết là hiện tại cô giáo bên cô công tác trong vị trí nào không ạ? Hiện tại cô giáo mình thì đúng cái sự việc là cô đang tạm chỉ công tác giảng dạy, và cô sẽ thực hiện công việc cô giáo thì là về trường mình dạy và công tác lâu chưa? Và trước đây thì cô công tác ở đâu? Tôi cũng xin phép không trả lời những nội dung liên quan tới cá nhân của cô giáo riêng tư của cô giáo. Nhưng mà câu mà về trường mình lâu chưa thì đâu phải riêng tư đâu ạ, vẫn là ảnh hưởng đến trường mình ạ. Cô giáo cũng về trường mình là hơn nhiều. Vậy thì cũng có thâm niên giảng dạy rồi. Trước đấy đã có trường hợp phụ huynh nào phản ánh lên trường mình về việc cô giáo đánh học sinh không ạ? Các lớp trước đấy ạ? Nội dung của những cái sự việc này chúng tôi xin thông tin rộng rãi. Cô Trần xin được tên đầy đủ. Tôi là Trần Thị Minh Hoa, phó hiệu trưởng. Chị chắc là Tuyết, Ánh Tuyết đúng không ạ? Tôi là Trần Thị Ánh Tuyết, phó hiệu trưởng. Thank you.